Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp bất chấp tuổi tác, Trương Bá Chi còn khiến cho nhiều người nể phục bởi IQ cao vút mỗi khi trả lời phỏng vấn hay lâm vào những cảnh khó xử. Chuyện tình của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từ khi bắt đầu đến khi kết hôn có hai con trai chung khiến cho giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Dù đã ly hôn nhưng hai cái tên này vẫn liên tục được báo chí nhắc đến với nhau bởi ít nhiều vẫn còn hai đứa con trai chung mà Trương Bá Chi đang chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Sau khi cả hai ly hôn không lâu, có khán giả từng hỏi Trương Bá Chi rằng có muốn cùng Tạ Đình Phong tái hợp hay không, tạo nên tình cảnh khá lúng túng bởi đây là điều mà ai cũng mong muốn. Trước tình cảnh lúng túng khó xử đó, Trương Bá Chi vui vẻ trả lời: "Chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt." Một câu trả lời đã giải quyết hết vấn đề với giới truyền thông, cho thấy mối quan hệ với Tạ Đình Phong vẫn tốt, không hề vì chuyện ly hôn làm ảnh hưởng. Sau khi sự việc được lan nhanh trên mạng, nhiều cư dân mạng đã để lại lời khen cho IQ quá đỉnh của Trương Bá Chi đã giúp hóa giải tình huống khó xử dễ dàng. Trương Bá Chi hiện đã sinh thêm một đứa con thứ ba. Cha đẻ của đứa bé đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn với giới truyền thông. Trước đó, sau khi ly hôn, Trương Bá Chi có một quãng thời gian rất dài làm mẹ đơn thân, cùng nhiều mối tình ngắn ngủi nhưng rất kín tiếng. Bản thân tự mình đảm nhận việc nuôi nấng hai đứa con nhỏ không phải chuyện dễ dàng gì, lại chỉ có một mình. Cho dù là minh tinh thì cũng rất cực khổ, mặc dù là ở phương diện cuộc sống hay về mặt lời ra tiếng vào của người đời đều trở thành thử thách đối với những người mẹ đơn thân. Mới đây, một lần nữa Trương Bá Chi cho thấy được IQ đỉnh cao của mình khi tham gia chương trình Vương Bài Đối Vương Bài. Cô cùng với Lưu Gia Linh chia ra làm hai đội đấu với nhau. Ở thời khắc cuối cùng, Lưu Gia Linh nói: "Ta có một người chồng giành được vô số giải thưởng ảnh đế." Lời nói của Lưu Gia Linh nhằm ám chỉ đến chồng mình là Lương Triều Vĩ, nhưng Trương Bá Chi đối diện đã ly hôn với Tạ Đình Phong từ lâu, một mình nuôi hai đứa con, là một người mẹ đơn thân. Trong lúc tình cảnh khó xử vô cùng lúng túng, Trương Bá Chi vẫn không nhắc đến Tạ Đình Phong mà tự hào trả lời: "Tuy rằng tôi không có người chồng có trong tay rất nhiều giải thưởng ảnh đế, nhưng tôi có hai con trai vô cùng đáng yêu." Cô nói đã đánh trúng điểm yếu của Lưu Gia Linh là đến nay vẫn không có con, đồng thời lại không phải nhắc đến tên Tạ Đình Phong. Bởi lẽ vốn dĩ Trương Bá Chi cũng từng có chồng là Tạ Đình Phong. Anh không chỉ là ảnh đế mà còn là nam thần khiến cho vạn cô gái si mê. Câu trả lời tưởng đơn giản nhưng lại khiến Lưu Gia Linh không thể nói nên lời. Cho đến hiện tại, tuy thất bại hôn nhân nhưng Trương Bá Chi vẫn có thể đem những đứa con ra làm niềm tự hào cho mình. Đào sâu vào mối quan hệ giữa Lưu Gia Linh và Trương Bá Chi mà mọi người đều tưởng không có liên quan nhưng lại có liên quan rất nhiều. Hóa ra bạn thân của Lưu Gia Linh trong giới không ai khác chính là Vương Phi, mà Vương Phi lại có mối tình tay ba đầy rắc rối với Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Lần đấu khẩu này, Lưu Gia Linh có thể nói là thua thảm bại còn mất hình tượng trong mắt cư dân mạng. Cô bị rất nhiều khán giả chỉ trích rằng không phân biệt được điều gì nên nói và điều gì không nên nói, xoáy sâu vào nỗi đau riêng tư của người khác một cách bất lịch sự. Đồng thời họ cũng khen ngợi Trương Bá Chi là một người phụ nữ thông minh, có chỉ số IQ cao. Trước đó Trương Bá Chi mới đây xuất hiện trên đường phố, thu hút sự chú ý của đông đảo giới phóng viên. Cô diện quần bó kết hợp áo vàng dáng thụng, bà mẹ ba con che chắn khá kỹ với chiếc túi hàng hiệu to bản phía trước bụng. Có thể thấy dù ăn mặc đơn giản nhưng vợ cũ Tạ Đình Phong rất trẻ trung, bắt mắt. Tuy nhiên, hành động che chắn khó hiểu của Trương Bá Chi khiến nhiều người thắc mắc, họ cho rằng phải chăng tin đồn cô mang thai lần thứ tư là đúng sự thật. Cách đây ít ngày, dư luận cũng bàn tán xôn xao tin đồn Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi sẽ tái hôn vào tháng 9 dương lịch. Phóng viên Chu Bì còn tiết lộ cặp đôi Phong Phi đã chia tay nửa năm, Vương Phi hiện giờ đang yêu trai trẻ. Lưu Gia Linh và tài tử Lương Triều Vĩ kết hôn năm 2008. Sau 20 năm yêu đương mặn nồng, cặp vợ chồng đã rất nỗ lực áp dụng mọi phương pháp để có thể sinh con. Minh tinh họ Lưu còn tìm đến cả bác sĩ để thử thụ tinh nhân tạo, nhưng tin vui vẫn chưa đến với họ. Bước sang tuổi 56 vào năm nay, Lưu Gia Linh ít có cơ hội sinh con, bạn bè của nữ diễn viên cũng rất lo lắng cho người đẹp. Họ đã tận tình chỉ cho cô những địa chỉ có thể nhờ cậy. Tuy vậy, trả lời báo giới, nữ minh tinh tỏ ra không quá sốt ruột, cô cho rằng con cái là trời cho.